Và giờ thắc mắc sao hôm qua em kêu em đang bận gì? Đến sân môi vào 2 giờ đêm rồi ra đường chơi làm chi? À bởi vì anh thấy em nên thôi thôi đừng có mà làm trò. Vì giờ đây mọi chuyện chỉ toàn là lý do. Đừng giải thích để được rồi vì mò. Vì giòn quần áo, anh get your bed. Từ mặt rồi biết ngay, ở lại làm chi? Yeah you know I'm bad. Baby thôi thôi chơi tay nhanh luôn đi. Đừng có lỗi cho anh vì anh có làm gì đâu. Mong cứ người vui khi đi bên người ta. Vì tất cả mọi thứ anh làm cho em đơn giản vì nhau. Sao sao? Chuyện này do em châm ngòi. Tối hẹn đi nói chuyện. Nay anh bận rồi. Xin em giờ ra anh để anh đi. Không phải lỗi của anh đâu. Ôi đừng như vậy người làm anh suy. Thật sự là không phải tại anh đâu. Là tại anh sao? Không phải là tại anh đâu. Ở tôi tính gì? Ở chẳng làm gì? Tất cả là tại em. Là tại anh sao? Vậy thì là tại ai? You don't know, I don't know. Yeah, hai chúng chúng ta sai. Lại cứ nói chắc trước việc bị là dối. Em sẽ ổn thôi vì tất cả đã kết thúc rồi. Như thường ngước cao chẳng thấy cờ tới. Em sẽ là người đi nước đôi, sẽ cắn con môi nhớ đã cho anh một chiến thắng cuối. Chẳng để làm gì nhưng vì đó là điều anh muốn. Tôi cho mình sự bình yên trong một chiếc giày sống và trong vánh. Nhưng anh yêu em tột xịt nên em vẫn phải uống thuốc kháng sinh vào. Bởi điều mà anh giấu em đều trông thế như một tấm hình màu. Đồ tại ai anh hỏi em sắc định làm sao và cố mà giữ những thứ lập trường đó cho thật chắc. Làm gì rồi đều phải trả giá cho tất cả lỗi lầm em đã từng gây ra mà. Nói rồi là anh phán thì đến đâu trả đúng.